xin lỗi, họp hơi lâu một chút. Anh đợi tôi lâu lắm rồi hả? Đâu có lâu, cô chốt đơn được là tốt lắm rồi. Cô mau ăn đi. Nhưng mà là gì vậy? À, cái này hả? Là cuốn ghi chú kỹ thuật nhuộm của giáo sư đó. Ghi chú kỹ thuật nhuộm sao? Không phải đó là bí mật à? Ừ, tôi muốn hiểu và nghiên cứu kỹ thuật của ông ấy để tôi có thể áp dụng vào sản phẩm của chúng ta đó. Tôi xin cho nên ông ấy đưa thôi. Wow, cô thật là lợi hại đó. Cả nhân viên của ông ấy còn chưa được xem ghi chú. À, một lần nữa cảm ơn vì đã giúp đỡ em tôi chuyện lần trước. Đừng có nói cảm ơn tôi nữa. Nếu như cô cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ việc nói với tôi, biết chưa hả? Tôi biết rồi, mình mau ăn thôi. Giống như là tôi đã hứa đó, hôm nay tôi mời anh á. Đúng rồi, lần này cô mời. Hôm nay cha Sơ Chun và Han Du Chân hẹn đi ăn trưa chung với nhau. Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? Han Du Chân, cô nói cô không thích cha Sơ Chun nhưng cô đang dè dãn anh ấy.